Dạ, kênh Lưu Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Lan, có một số mặt hàng hoa giấy đang rực rỡ hoa, cùng chào đón với bà con nha. Hy vọng bà con mình chốt ủng hộ nhà vườn ạ. Rồi anh chào Lan. Dạ em chào anh Liêu, dạ em chào quý cô chú quý anh chị ạ. Dạ thì địa chỉ nhà vườn của em á là ở Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn, dạ 0763234343. Thì hôm nay em có một số mặt hàng hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú quý anh chị ạ. Dạ em mong mọi người thương tình ủng hộ em nha. Rồi, em xin phép lên mã số 1 ạ, một cây phụng hoàng lửa luôn. Cây đầu tiên bông đang rực rỡ luôn nha. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình. Dạ tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 71 ạ. Dạ tán là 69. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 11 ạ. Rồi, mã số 1 này em giao lưu cho mình 250. Mã số 1 250. Cái đế hay cưng lắm. Để sạch. Dạ. Sạch rồi. Đẹp. Em xin phép xuống mã số 1 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 2. Là một cây ba màu lửa luôn ha. Dạ, ba màu lửa. Lửa tím lửa và cam lửa. Rồi. Tổng chiều cao của cây em ra được cho mình là 74 ạ. Dạ tán là 62. Thì hoành cũ ở đây em ra được cho mình dạ là 13 ạ. Rồi mã 2 này em giao luôn cho mình là 240 nha. Mã 3. 240. Rồi, em xin phép xuống mã 3. Em lên tiếp cho mình mã 4. Dạ, mã 4. Mã 4 là một cây tím bướm. Tím bướm. Rồi, em xin phép đo thông số luôn. Rồi, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 84 ạ. Dạ, tán là 72. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 ạ. Rồi, mã số 4 em giao lưu cho mình là 250 ạ. Số 4, 250. Rồi, em xin phép xuống mã 4 ạ. À. Em lên tiếp cho mình mã 5. Ơ? Mã 3, mã em lên 3. Mã 4. Rồi, em xin lỗi. Mã 3, mã 3. Cây vừa rồi xuống là mã 3. Hiện tại cây tiên nữ đang lên trên clip này là mã 4, cây dạ. Số 4 nha bà con. Trên màn ảnh bà con và các bạn là cây số 4. Cây đang khẹo nụ luôn. Dạ. Tổng chiều cao của cây em ra được cho mình ở đây là 77 ạ. À. Dạ, tán là 66. Tiên nữ cánh tiên. Dạ, hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 13 nha. Rồi, mã số 4 này em giao lưu cho mình 240. Mã số 4, 240. Rồi, em xin phép xuống mã 4 ạ. À. Em lên tiếp cho mình mã 5. Mã 5. 5 thì gồm có tím lửa ruby, đỏ lửa. Hiện tại là mình thấy được hai màu lửa. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 70 ạ. À. Dạ tán là 69. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 ạ. À. Có luôn cam lửa luôn nha bà. Dạ, ba màu, màu lửa. Rồi, mã số 5 này em giao lưu cho mình 240 ạ. À. Mã số 5, 240. Rồi, em xin phép xuống mã 5 ạ. À. Em đưa tiếp cho mình mã 6. Một cây đang rộ bông. Full bông trơn luôn. Dạ. Hồng gân. Rồi. Tổng chiều cao của cây em ra được cho mình là 79 ạ. Dạ, tán là 52. Thì hoành cũ ở đây em ra được cho mình dạ là 11 ạ. Rồi, mã 6 này em giao lưu cho mình 240 luôn. Cây bông quá chừng ha. Hồng gân bông đậm. À, còn cái tím bướm nữa nè. À. Được hai hai bông. Hai bông, dạ. Tím bướm. Đó, tím bướm và hồng gân. Rồi, em xin phép xuống mã 6 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 7 nha. Hai màu lửa luôn. Quá trời rực rỡ. Đỏ lửa và cam lửa, bông rất là đậm luôn bà con ơi, chuẩn màu. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 62 nha. Dạ, tán là 49. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 ạ. À. Rồi, mã số 7 này em giao lưu cho mình 240. Mã 7 240. Rồi, em xin phép xuống mã 7 ạ. À. Em lên tiếp cho mình mã 8. Một cây cẩm thạch tím. Cẩm thạch tím Pháp. Dạ. Quá đẹp. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 66. Dạ tán là 66 luôn. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 14 ạ. À. Dạ mã 8 em giao lưu cho mình là 250 ạ. À. Mã 8, 250. Rồi, em xin phép xuống mã 8 nha. Em lên tiếp cho mình mã 9. Một màu đỏ. Mã 9. Bị cáo. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 52. Dạ tán là 48 à. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 11 ạ. Cây bonsai một bo duy nhất. Rồi. Mã 9 này em giao lưu cho mình 230. Mã 9. 230.
Rồi em xin phép số mã chính ạ. Em lên tiếp cho mình mã 10. Bông rực lửa luôn, Phụng Hoàng lửa. Dạ. Tổng chiều cao của các em đo được cho mình là 67 à. Dạ, tán là 69. Thì hoành cổ ở đây em đo được cho mình dạ 12 ạ. À. Mã số 10 này em lưu cho mình 240 thôi nha. Trên Dạ, ghế con mã số 10. dài đẹp nha bà con. 240. Rồi em xin phép số mã 10. Em Rồi lên tiếp cho. vàng đặt. Dạ. Em lên tiếp cho mình mã 11. Một cây hồng lửa. Hồng lửa này bông rất là to ha. Dạ, hồng lửa. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 89 à. Dạ, tán là 78. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 10 ạ. À. Rồi, mã 11 này em giao lưu cho mình là 240. Mã 11, 240. Dạ, em xin phép xuống mã 11. Em lên tiếp cho mình mã 12. Một cây tím Pháp. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 74 à. Dạ, tán là 55. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 13 ạ. À. Rồi, mã 12 này em lưu cho mình 250. Cây dáng một cốt lắc. Rồi, em xin phép số mã 12 nha. Em lên tiếp cho mình mã 13. Cây tím bướm. Tím bướm cây Dạ. đang nụ kẹo nụ bà con ơi, phơm đặc tàn. Dạ, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 75. Dạ, tán là 65. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 15 ạ. À. Rồi, 83 này em giao lưu cho mình là 260. 13, 260. Rồi, em xin số mã 13 ha. Em lên tiếp cho mình mã 14. Ok, tiên nữ ạ. Tiên nữ cây này đang chớm hoa, đang bắt đầu rộ nè bà con, rất là đẹp, cánh màu hồng nhẹ. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 99 à. Dạ, tán là 73. Làm trọn mét luôn. Rồi, hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 17 nha. Dạ, mã 14 này em giao lưu cho mình 260 thôi. Tiên Mã nữ 14, 260. cây đang buôn hoa luôn. Rồi, em xin phép xuống mã 14. Em lên tiếp cho mình mã 15. Ok. Cây hoàng kim. Hoàng kim hoa vàng. Nó bông rất đẹp luôn nha. Lá nó cũng đẹp nữa bạn. À, chót lá nó nhọn. Thân lá thì bầu bầu. Có gân. Rồi, em xin phép ra thông số à. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 84 nè. Dạ, tán là 78. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 15. Rồi, mã 15 này em giao lưu cho mình là 250. Mã 15, 250. Đế cũng sạch đẹp quái. Rồi. Hoa đang rực rỡ luôn. Hoàng kim vàng. Rồi, em xin số mã 15. Em lên tiếp cho mình mã 16. Dạ. Cây này thì thấy được màu tím lửa nè, đỏ lửa. À, bên kia có cam không cưng? Dạ không. Rồi, được hai màu ha. Dạ hai màu. Tím lửa, đỏ lửa. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 76 à. Dạ tán là 65. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 ạ. À. Rồi mã 16 này em giao lưu cho mình là 240 ạ. Cây một cốt lắc lượng, một lệ Rồi. lắc lượng nha bà con. Em xin phép xuống mã 16 ạ. À. Em lên tiếp cho mình mã 17. Bảy này thì có ba màu luôn, tím lửa, ruby, đỏ lửa và cam nè, đủ ba màu lửa. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 65. Dạ, tán là 62. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 10 ạ. À. Rồi, mã 17 này em giao lưu cho mình 240 nha. Mã 17, 240. Rồi, em xin phép xuống mã 17 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 18 là một cây đuôi cáo. Tám đuôi cáo. Đuôi cáo đỏ. Dạ. Dòng này nó cũng rất là xiên hoa. Đọt nó đi đến đâu thì hoa nó sẽ mọc theo cách nách lá theo đó. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 65. Dạ tán là 50. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 8 ạ. À. Rồi, mã 18 này em giao lưu cho mình 230.
58 230. Rồi, em xin phép xuống mã 18 ạ. Em lên kích cho mình mã 19. Hai màu lửa. Ok, hai màu. Dạ. Tím lửa và cam lửa. Rồi, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 66 à. Dạ, tán là 64. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 15. Rồi, mã số 19 này em giao luôn cho mình 240 luôn. Mã 19, 240. Rồi, em xin phép xuống mã 19 hen. Em lên tiếp cho mình mã 20, cũng là mã cuối clip của em luôn. 20 này cũng một cây tiên nữ rất là to. Dạ. Tiên nữ đang rộ nụ hết trơn nha bà con. Đang chuẩn bị chớm nở nữa nè. Hoa cái màu nó hồng hồng nhẹ, hồng trắng hồng nhẹ, rất là đẹp, dịu đẹp. Rồi, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 80 à. Dạ, tán là 62. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 ạ. Rồi mã 20 này em giao lưu cho mình là 270. Dạ, cuối clip rồi, em xin cảm ơn anh Liêm ạ. Dạ, em cảm ơn quý cô chú, quý anh chị trong thời gian qua đã thương tình ủng hộ em cũng như ủng hộ kênh của anh Liêm. Dạ, em chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thương tình ủng hộ em ạ. Dạ, em xin phép cảm ơn ạ. Rồi, anh cảm ơn Lan nha. Mến chào bà con. Mến chúc bà con một ngày mình xem clip thật là vui vẻ và hy vọng bà con sẽ chốt ủng hộ nhà vườn nha. Chi tiết liên hệ bà con liên hệ dưới góc trái màn hình, đó là số điện thoại của nhà vườn em Lan nha bà con. Bye bye bà con ạ. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.